Được tu học Phật pháp dưới mái chùa Ba Vàng, con đã biết yêu quý cha mẹ hơn. Các cháu được theo Phật pháp thế là gia đình rất là sung sướng hạnh phúc. Nhờ Phật pháp mà ông bà con đến ngày hôm nay mà ông bà vừa khỏe mạnh như thế này đấy con ạ. Dạ, thấy rất là hạnh phúc vì được biết đến Phật pháp và biết đến chùa Ba Vàng. Gia đình mình thật may mắn và hạnh phúc được biết đến chùa Ba Vàng. Phải không cả nhà, đúng không con? Dạ, đúng rồi ạ. Phật pháp là liều thuốc kỳ diệu, chữa lành mọi khổ đau, giúp chúng ta tìm về nơi hạnh phúc. Và đã có rất nhiều người được học hiểu nhân quả dưới sự chỉ dạy của sư phụ Thích Trúc Thế Minh, từ đó biết quay trở về nơi tâm mình để tu dưỡng, biết mở rộng trái tim, sống yêu thương, nhân ái để mang đến sự an lành cho chính bản thân mình và mọi người. Bà ơi, bà bà thấy cháu từ khi biết đến chùa Ba Vàng, bà thấy cháu như nào ạ? Bà thấy cháu rất ngoan. Và từ khi là con cháu mà vào được đi theo Phật pháp là bà rất phấn khởi. Các cháu rồi ngoan ngoãn đã giúp biết giúp đỡ ông bà là bà rất sung sướng và hạnh phúc. Mặc dù gia đình sống tại thành phố Hồ Chí Minh, năm nay là đại dịch mà thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm của dịch bệnh. Cũng có những lúc mà gia đình rất là căng thẳng, nhưng mà cũng thực may mắn là với tâm linh tự chặt vào Tam Bảo thì gia đình chúng ta cũng luôn được an ổn. Cả gia đình thấy có đúng không ạ? Các con thấy thế nào? Dạ, đúng ạ. Năm nay con thấy vui quá bố ạ. Con cũng vậy bố ạ. Các con thấy vui như thế nào? Nhờ có sư phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy mà chúng con biết yêu thương và chăm sóc mọi người nhiều hơn bố ạ. Ví dụ như ngày 1 tháng 6 chúng con đã biết gửi thư và quà đến cho các bạn thiếu nhi bị Covid ở vùng dịch bố ạ. Bố mẹ rất là tự hào với các con. Trong một năm qua các con đã cố gắng học tập, các con biết giúp đỡ yêu thương đến mọi người. Trước kia khi chưa biết đến Phật pháp, đến ngày Tết là con cũng thường xuyên đi chơi cùng với bạn bè, con ít khi ở nhà ăn Tết cùng với bố mẹ. Nhưng từ khi biết đến Phật pháp, con chỉ thích được ở bên cạnh bố mẹ đón Tết. Con biết quý trọng giá trị tình cảm của gia đình mình nhiều hơn. Thì bố mẹ cũng rất là vui mừng là vì từ khi con biết đến Phật pháp thì là con cũng quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ rất là vui mừng phấn khởi lắm. Sang năm mới con chúc bố mẹ sức khỏe. Bố mẹ thân coi sức khỏe mẹ thế nào. Dạ cũng cảm ơn sự quan tâm của các con và các cháu đến với bố mẹ. Sau 5 năm từ năm 2007 đến 2011, cuối năm 2011 là mẹ được về thành kinh. Bố đã gặp được về Phật pháp Tam Bảo. Bước sang đến năm 2012 là con mẹ đã khỏi bệnh. Và cho đến ngày hôm nay, giờ phút này là bố mẹ rất là tư tưởng thoải mái, vui vẻ, sức khỏe tốt. Sau khi bị vỡ nợ thì thấy rằng là may mắn là mình được biết được Phật pháp để tu học với ngôi chùa Ba Vàng. Mình hiểu được về cái nhân quả, có thể là do những nhân ác mà mình gieo từ nhiều kiếp trước hay là kiếp này, thành ra là mình mới bị quả báo vô lậu, vô nợ đau khổ như vậy. Gia đình được bình an hơn, con cái ngoan ngoãn hạnh phúc. Từ ngày biết Phật pháp thì mình hiểu làm ăn là không được tranh đấu, phải làm bằng cái tâm, từ từ làm tâm cho đi, cho đi nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Sau hai năm, trong 2 năm Covid kinh tế khó khăn, nhưng mà đổi lại đi gia đình mình đến lúc này quá an ổn, quá hạnh phúc. Trước đây bố uống rượu về thì gia đình lúc nào cũng cũng kiểu to tiếng nhỏ. Thì từ lúc bố mẹ tu học Phật pháp đến giờ thì là gia đình êm ấm và rất chi là bảo nhau làm ăn, rồi thì là cùng tu tập. Trong năm qua thì là anh thấy là gia đình mình rất là hoan hỉ và rất là vui khi mà được tham gia hoạt động mà giải cứu nông sản. Con gái đây cũng được đi bán hàng giải cứu nông sản đúng không? Dạ. Mình có thích không? Dạ. Khi mình mang yêu thương đến với mọi người bên ngoài thì trong gia đình nhà mình tự nhiên cũng cảm thấy là gia đình nhà mình yêu thương nhau nhiều hơn. Đấy, nhất là các con thì rất biết yêu thương bố mẹ. Em cũng cảm nhận được điều đấy. Trai con dâu của bố thì vừa rồi thì ngày Tết này thì đã lên thăm chúc Tết ông bà chưa? Vâng, từ ngày được quy Tam Bảo và được tu tập theo Phật pháp thì con cũng nhận ra được nhiều điều, đặc biệt là việc hiếu kính với mẹ cha, nên là con cũng có xét suy toàn rất nhiều. Thế đúng rồi, bố cũng rất thương hào về những việc các con đã làm.
Trước đây thì mình luôn luôn nghĩ rằng việc cúng lễ Tết là một việc rất là bộn bề và nhiều thủ tục. Nhưng Tết này mình đã biết cúng lễ theo đúng nghi thức của Phật giáo, hướng tâm tri ân đến ông bà tổ tiên, và nếu không có ông bà tổ tiên thì sẽ không có mình bây giờ. Chùa Ba Vàng, điểm tựa tâm linh, nơi chúng con tìm về hạnh phúc.